Hi, em Hoàng An xin được gửi lời chào đến tất cả chị Hoàng thân yêu. Ngày hôm nay em An sẽ lên sóng giới thiệu cho chị một cặp xe 5 chỗ ngồi gầm cao của nhà Hyundai đang có mặt tại siêu thị ô tô Bình Dương. Bạch công tử và Hắc công tử đấy chị nhá. Hai em Hyundai Kona sản xuất 2019 bản 2.0 tiêu chuẩn và một chiếc xe mang biển Bình Phước màu trắng. Tên tư nhân một chủ mua mới từ đầu. Và xe này đang chạy chuẩn đồng hồ 50.000 km đã được chủ xe lên ghế ra. Màn hình Android. Tiếp theo một chiếc Corolla 2019 màu đen, tên tư nhân một chủ từ đầu và em này đang đi chuẩn đồng hồ 38.000, đã được lên ghế ra rồi. Và anh chị quan tâm về hai sản phẩm này thì lên trực tiếp siêu thị ô tô Bình Dương anh chị nhé. Số 1968 ngã Bao, xã Đường DT743B, khu phố Đông Tân, phường Di An, thành phố Di An, tỉnh Bình Dương để xem xe, trải nghiệm xe anh chị nhé. Và tất cả hai mẫu xe này thì siêu thị ô tô Bình Dương đều cam kết cho chị là không đâm xô, không thủy kích tai nạn và cam kết bằng 5 tiêu chí vàng này anh chị nhá. Rồi cảm ơn chị rất là nhiều và rất là mong anh chị hãy ưu ái em An, hãy cho em An một nút like, một nút đăng ký kênh, đặc biệt hãy nhấn nút chuông bên cạnh để cập nhật tất cả những sản phẩm về tại siêu thị ô tô Bình Dương. Siêu thị ô tô Bình Dương nhà em thì tọa lạc duy nhất tại một địa chỉ thôi, số 1968 ngã Bao, xã Đường DT743B, khu phố Đông Tân, Di An, Bình Dương. Có rất nhiều những sản phẩm, khoảng 100 đầu xe đủ tầm tiền cho chị lựa chọn anh chị nhá. Cảm ơn chị rất là nhiều và anh chị có nhu cầu mua bán trao đổi xe hãy alo trực tiếp vào hai số like của em An. Quay trở lại với chủ đề chính của buổi quay ngày hôm nay, video ngày hôm nay, đó chính là hai mẫu Corolla. Chiếc xe màu trắng này hiện tại đang là 50.000. Bản này thì chủ xe đã sơn mâm lên này, đã vào ghế da và lên cho chị một cái màn hình OLED. Xe thì em An cam kết là máy, khung gầm, keo chỉ, tất cả cabo cốp 4 cánh cửa nguyên bản, không lỗi anh chị nhá. Không mất một phần keo vật chỉ nào. Và em xe này đã được chủ xe lên tay chén cửa này, lên cho chị vè mưa, phim cách nhiệt. Và đăng kiểm em này còn đến tháng 9 năm 2023. Mâm này là sơn lên đây chị nhé. Mâm sơn, nguyên bản là cái mâm màu chì thôi, nhưng mà mâm này thì chủ xe đã sơn lên rồi. Và ở những cái mẫu gầm cao của Hyundai thì luôn có những cái chi tiết mủ, mủ đen. Mủ đen nhìn cái xe nó rất là khỏe khoắn luôn chị. Rất là khỏe khoắn. 2019 này chị, những cái lẹp kính này cũng đã lên sẵn cho chị rồi, một chủ từ đầu. Với một mẫu xe 5 chỗ gầm cao loanh quanh tầm 600 triệu, hiện tại thì mẫu này bên em An đang chào bán là 595 triệu. Và em An bao ra tên chính chủ cho anh chị nhé, trừ thành phố Hồ Chí Minh. Ốp bậc lên xuống, lót sàn cũng đã lên sẵn cho chị rồi. Ghế da, màn hình OLED đấy, khóa đầy đủ thông minh, quá đẹp luôn anh chị. Một mẫu 5 chỗ gầm cao gọn gàng, anh chị có thể đi trong đô thị rất hợp lý đúng không chị? Cam kết tuyệt đối anh chị nhá, anh chị có quyền check test hãng toàn quốc, thợ thầy tất cả các kiểu luôn. Ok rồi, cảm ơn các anh trai nhá. Kia Corolla, Hyundai Corolla, Hyundai Corolla sản xuất 2019 đã lên lipo sẵn này. Khách hàng đang tới coi xe. Ok, vỏ sau thì em An thấy là vẫn còn vỏ theo xe. Em đi hôm em An lấy về là 49.000 mấy trăm cây đấy ạ. Đấy. Ok chị nhá, 4 tháng đĩa và mẫu này vẫn được trang bị cân bằng điện tử luôn. Đấy. Corolla thiết kế cực kỳ là thể thao, trẻ trung đúng không ạ? Bắt mắt. 2019 595 triệu. Và mẫu xe này thì em An cũng nói luôn là nếu mà anh chị nào mình có nhu cầu vay banh thì hiện tại bên em vẫn làm banh cho chị được. Anh chị có hộ khẩu tại Bình Dương, Đồng Nai hoặc những cái tỉnh lân cận nhưng có bán kính cách thành phố Hồ Chí Minh khoảng 100 km thì vẫn làm được anh chị nhá. Và hiện tại thì em An cũng chỉ có duy nhất một ngân hàng Tiên Phong Banh thôi là họ nhận làm về mẫu này, và Tiên Phong Banh chi nhánh Sài Gòn nhé. Thời điểm trước thì em An có liên kết với Tiên Phong Banh ở Biên Hòa nhưng mà hiện tại họ hết room rồi, không cho vay được nữa, và hiện tại thì chỉ còn ở thành phố Hồ Chí Minh thôi. Đấy, và cái lãi suất nó hơi cao, lãi suất hiện tại nó cũng dao động khoảng 12.15 anh chị nhá, tính ra cũng là 1.1 tháng, khá là cao. Nhưng mà không còn cách nào khác tại vì vấn đề trả góp ngân hàng hiện tại rất là khó khăn. Hyundai Kona chị nhá, 2019. Mẫu này thì hiện tại em An đang chào bán là 595 triệu đồng. 4 tháng đĩa, ốp lắp bình xăng, tay chén và đủ rồi. Ghế da đẹp đẽ nữa. Chủ xe cũng lên khá đồ nhiều đồ chơi. Bàn này thì sẽ không có cho anh chị như là ghế điện và không có cửa sổ trời anh chị nhá. Bàn này là 2.0 tiêu chuẩn. Corolla thì có bản 2.0 tiêu chuẩn này, 2.0 đặc biệt và bản 1.6 turbo. Màu gọn gàng, 50.081 km cho mẫu này. Rất là đẹp rồi.
lên màn hình OLED đầy đủ hết cho chị, anh chị có thể vào mạng được. Xe thì rất là đẹp và liền làng các chị ạ. Keo chỉ là tất cả cabo 4 cánh cửa là màn bao zin cho chị này. Sinh nhan tích hợp ở hướng chiếu hậu. Cola 2019 anh chị nhá. Phần đầu xe thì thiết kế có giải LED định vị ban ngày, cụm đèn chiếu gần dạng thấu kính cũng như là phần đèn gầm sương mù. Hyundai Kona rất là trẻ trung luôn chị, bắt mắt. Mẫu này thì đây, đây là động cơ đây chị nhé. Em ăn cam kết cho chị là động cơ nguyên bản, chưa tháo mở. Các khung xương cũng là nguyên bản, không cấn đụng. Tất cả là tuyệt đối hết đây chị nhé. Ok. 595 triệu và giá này là bao gồm chi phí lăn bánh cho chị luôn, ABS bên trong kia. Rồi, mức tiêu nhiên liệu của một em Hyundai Kona 2.0 thì nó dao động khoảng tầm 7 lít hơn một chút thôi chị nhá. Cũng rất là tiết kiệm. Rồi, chiếc xe tiếp theo là một chiếc Hắc công tử đúng không ạ? Xe này hiện tại đang đeo biển số Đồng Nai, tên tư nhân một chủ mua mới từ đầu. Một chủ mua mới từ đầu với chị nhá. Màu đen. Và mẫu này thì hiện tại đây cho anh chị tham quan phần khoang động cơ nhé. Đăng kiểm em này còn đến tháng 6 năm 2023. Đấy. Tháng 6 2023, máy móc cũng là nguyên bản hết đấy chị nhé. Đấy. Ok. Cục ABS bên trong. Hyundai Kona 2019. Em này đang đi 38.000 một chủ từ đầu. 38.000 một chủ mua mới từ đầu với chị nhé. Tất cả cabo 4 cánh cửa, cốp sau nguyên bản hết, mẫu gầm cao đúng không ạ? Gọn gàng và rất là phù hợp đi trong đô thị, gọn gàng, 5 chỗ và khá là rộng rãi anh chị nhá. Đấy. Vẫn là những chi tiết mủ đen này chạy xung quanh tạo cái sự khỏe khoắn, và đây là mâm zin này. Mâm zin này chị nhá. Đấy. Ok. Rất là đẹp rồi. Đấy. Đăng kiểm đến tháng 6 2023 chị nhá, cho mẫu này. 2010 595 triệu đồng giá luôn. Mẫu này em ăn để đồng giá. Và xe này thì đã lên nguyên bản là ghế lỉ chị nhá. Đã lên ghế da màu đen cho chị rồi. Cũng có lót sàn ở bên dưới đầy đủ hết anh chị nhá. Đấy. Màn hình giải trí theo xe có chỉ đường này. Đấy, khóa đầy lộ thông minh. Đầy đủ hết anh chị ạ. Đầy đủ hết. Màu đen. Mẫu này thì hàng ghế sau sẽ không có cửa gió điều hòa, nhưng mà em ăn thấy rằng khả năng làm mát của Hyundai khá là tốt, khá là tốt. Đây là cái vấn đề cửa gió điều hòa phía sau nó cũng không quá là quan trọng đâu ạ. Gọn gàng đúng không ạ? Form dáng khá là đẹp. Là chị có một chiếc đời cao 5 chỗ ngồi rồi. Mức tiêu nhiên liệu địa hình kết hợp nó khoảng 6 lít 57 thôi. Quá tuyệt vời đúng không ạ? Nhiều nhất khoảng 8 lít rưỡi thì quá ok rồi đúng không anh chị? Với một chiếc xe gầm cao động cơ 2.0 như thế này thì em ăn nghĩ đấy là mức tiêu nhiên liệu lý tưởng mà chị nhá. Đấy, bánh sơ cua cũng chưa lăn, đúng chất là bánh sơ cua nhá, hầm bánh nguyên bản. Đấy, các chi tiết ốc chưa tháo mở này. Tất cả là chuẩn chỉ hết ạ. Đấy. Cola màu đen quá đẹp luôn anh chị, đen huyền bí ạ. Ok. Mà chi tiết là rất là mới rồi anh chị nhá. Anh chị có thể lên mình xem xe và mình chưa yên tâm thì mình có thể đi mình check test hãng. Check test hãng bên em ăn luôn hỗ trợ chị check test hãng để chị thấy yên tâm. Và dù check hay không thì bên em cũng đều viết văn bản cho chị nhé. Khóa cảm biến thông minh, khóa đèn nổ, cân bằng điện tử. Bản này về cơ bản thì nó sẽ bị thiếu option như là ghế da này, cửa sổ trời, ghế điện, hay là điều hòa auto. Vẫn có cruise control chị nhé. Ga tự động, vô lăng tích hợp 38.000. Chế độ lái đầy đủ hết nhé. Em này xem là xem mấy chế độ lái. Ba chế độ lái chị nhá, Comfort, Eco, Sport cũng đầy đủ hết rồi. Ok. À. 595 triệu đồng giá luôn và bao thuế trước bạ cho chị luôn. Đấy, chị nào ở gần thì bên em sẽ hỗ trợ ra tiền chính chủ anh chị nhá. Rồi, em An vừa đưa đến anh chị một cặp xe 5 chỗ gầm cao cỡ nhỏ crossover nhà Hyundai, hai mẫu Hyundai Kona. Sản xuất 2019, màu trắng đi 50.000 chuẩn lên full đồ chơi. 595 triệu, màu đen đi 38.000, 595 triệu luôn. Hai mẫu xe này hiện tại BMAN có thương lượng về giá anh chị nhá. Và chị là mình quan tâm thì lên trực tiếp BMAN để xem xe, trải nghiệm xe. Rồi, một lần nữa thì cảm ơn chị rất là nhiều. Xin hẹn gặp lại anh chị ở những mẫu xe tiếp theo. Xin chào.